who keep asking if I'm back? Yeah, I'm thinking I'm back. Cuộc chiến giữa các Decepticon và Autobot dường như chưa có hồi kết, khi mà sau mỗi phần mới, các robot mới lần lượt được giới thiệu. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều thanh niên đã ngã xuống. Hôm nay, hãy cùng kể chuyện phim điểm danh những robot đã bị tiêu diệt trong loạt phim Robot Đại Chiến. Kiss this bitch.
we brought the pain in my day. Screw them! Quickly!